Thầy chào tất cả các em. Các em hôm nay như thế nào? Mong tất cả các em đều khỏe và có tinh thần tốt để tập trung học tập. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Mendel. Nội dung bài này khó nên các em phải tập trung mới hiểu bài. Trước khi học nội dung bài mới, thầy sẽ sửa bài tập về lai một cặp tính trạng mà thầy đã yêu cầu các em làm ở nhà. Ở bài trước, thầy yêu cầu các em giải thích kết quả thí nghiệm của Mendel khi mà ông cho lai hai cây đậu Hà Lan khác nhau về tính trạng màu sắc quả. Đó là cây quả lục thuần chủng lai với cây quả vàng thuần chủng. F1 thu được 100% quả lục, F2 thu được 428 quả lục, 152 quả vàng, và tỷ lệ kiểu hình là 3:1. Thì ở bài tập này, thầy cô đã nhận được nhiều bài làm của các em gửi qua Zalo. Hầu hết thì các em đều làm đúng, cho thấy các em học tập rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Thì thầy tuyên dương tinh thần học tập của các em. Nhưng bên cạnh đó, vì lý do nào đó mà nhiều em vẫn chưa nộp bài. Vì vậy, thầy yêu cầu các em xem lại bài giảng và tiếp tục nộp bài cho thầy cô. Ở cái thí nghiệm này, chúng ta thấy quả lục đã xuất hiện ở đài F1. Do đó quả lục là tính trạng trội. Và cái quả vàng đến đài F2 mới xuất hiện. Cho nên quả vàng là tính trạng lặng. Thế thì chúng ta sẽ quy ước. Chúng ta dùng chữ cái in hoa để quy định tính trạng trội. Vậy thì chúng ta sẽ quy ước A lớn là gen quy định tính trạng quả lục và A nhỏ sẽ là gen quy định tính trạng quả vàng. Cây quả lục thuần chủng sẽ có kiểu gen A lớn A lớn và cây quả vàng thuần chủng sẽ có kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ lai như sau. B thuần chủng quả lục A lớn lai với quả quả vàng A nhỏ A nhỏ. Thì giao tử ta thu được thì cái cặp gen đồng hợp sẽ cho một loại giao tử. Và đời F1 chúng ta có kiểu gen là A lớn A nhỏ 100% quả lục. Sau đó tiếp tục cho cây F1 tự thụ phấn là cây quả lục mới vừa thu được ở F1 có kiểu gen A lớn A nhỏ, tự thụ phấn là kiểu gen A lớn A nhỏ. Thì mỗi một cái kiểu gen A lớn A nhỏ này sẽ cho ra hai loại giao tử là giao tử A lớn và giao tử A nhỏ. Và chúng ta có cái F2 để dễ thì các em kẻ khung bên nét ký hiệu cái thì cho hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Cũng cho hai loại giao tử A lớn A nhỏ. Thì kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử. Khi A lớn kết hợp với A lớn chúng ta sẽ có tổ hợp gen là A lớn A lớn. A lớn kết hợp với A nhỏ thì tạo thành cái kiểu gen A lớn A nhỏ. Tương tự A nhỏ kết hợp với A lớn sẽ tạo ra kiểu gen A lớn A nhỏ và cuối cùng là A nhỏ nhỏ. Như vậy chúng ta có cái kiểu gen 1 phần 4 A lớn, 2 phần 4 A lớn A nhỏ và 1 phần 4 A nhỏ nhỏ. Và kiểu hình là 3 phần 4 quả lục và 1 phần 4 quả vàng. Bởi vì cái kiểu gen A lớn và A lớn A nhỏ đều cho cái kiểu hình quả lục. Cho nên cộng lại chúng ta có 3 phần 4 quả lục, 1 phần 4 quả vàng. Vậy thì cái tỷ lệ kiểu gen là 1, 2, 1 và tỷ lệ kiểu hình là 3 trội 1 lặng. Trong đó thì tính trạng quả lục là trội, tính trạng quả vàng là lặng. Thì căn cứ vào cái cây quả lục đời F2 thì chúng ta thấy nó có hai kiểu gen là A lớn gọi là gen đồng hợp. Và cái kiểu gen A lớn A nhỏ gọi là gen dị hợp bởi vì nó mang hai cái alen khác nhau
là A lớn và A nhỏ. Nếu chỉ nhìn vào cái kiểu hình quả lục là tính trạng trội ở đời F2, thì các em sẽ không thể nào mà xác định được cây quả lục đó là đang mang gen đồng hợp A lớn hay là gen dị hợp A lớn A nhỏ. Vậy thì muốn xác định được chính xác cái kiểu gen của nó, thì các em phải thực hiện cái phép Lai phân tích mà chúng ta đã học ở bài số 3. Thì thầy không nhắc lại, chúng ta xem lại cái nội dung của bài học số 3. Ngoài ra thì Mendel còn thực hiện thí nghiệm trên cái tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt. Đối với tính trạng màu sắc thì ta cho cái hạt vàng thuần chủng lai với hạt xanh thuần chủng. Đời F1 thu được 100% hạt vàng. Đời F2 thu được cái số lượng 432 hạt vàng, 133 hạt xanh. Và phân tích cái tỷ lệ kiểu hình này, chúng ta lấy 432 chúng ta chia cho 133 thì chúng ta sẽ được cái tỷ lệ là 3/4 vàng và 1/4 xanh. Đối với cái tính trạng hình dạng của vỏ hạt, hạt trơn lai với hạt nhân thì F1 cũng xuất hiện 100% hạt trơn, và cái tỷ lệ kiểu hình ở đời F2 cũng là tỷ lệ là 3 trơn 1 nhân. Như vậy thì qua các cái thí nghiệm lai một cặp tính trạng, Mendel đã rút ra được một cái kết luận: khi mà lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, và đời F2 sẽ phân ly theo cái tỷ lệ kiểu hình là 3 trội 1 lặng. Và từ cái thí nghiệm một cặp tính trạng, Mendel đã phát hiện ra cái quy luật phân ly. Như vậy, nếu như mà Mendel cùng một lúc lai và theo dõi hai cặp tính trạng thì ông sẽ phát hiện ra được thêm cái quy luật nào nữa. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài mới. Trước khi sang cái tìm hiểu nội dung về thí nghiệm, chúng ta sẽ dự đoán về cái kết quả lai hai cặp tính trạng giữa cái hạt vàng trơn với cái hạt xanh nhân. Thì phía trên này chúng ta thấy khi lai một cặp thì đời F1 xuất hiện 100% hạt vàng và 100% hạt trơn. Như vậy kết hợp hai cặp tính trạng thì đời F1 ở đây chúng ta dự đoán nó sẽ xuất hiện là 100% hạt vàng trơn. Và cái tỷ lệ kiểu hình của từng cặp tính trạng thì chúng ta thấy tỷ lệ 3:1. Vậy thì tỷ lệ kiểu hình F2 của lai hai cặp tính trạng nó sẽ bằng tích tỷ lệ 3:1 với nhân với 3:1. Vậy thì chúng ta sẽ nhân cái phân phối cái tích tỷ lệ này. Đầu tiên là 3/4 vàng, chúng ta sẽ nhân với cái 3/4 trơn thì chúng ta sẽ được là 9/16 vàng trơn. Các em lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là 9/16. Rồi tiếp theo là 3/4 vàng nhân với 1/4 nhân thì chúng ta sẽ được là 3/16 vàng nhân. 1/4 xanh nhân với 3/4 trơn thì chúng ta sẽ được là 3/16 xanh trơn. Và cuối cùng là 1/4 xanh nhân với 1/4 nhân, và chúng ta có cái tỷ lệ là 1/16. Đó là phần dự đoán. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái thí nghiệm Mendel ở bài 4, lai hai cặp tính trạng, xem coi cái dự đoán của chúng ta có đúng với cái kết quả mà thí nghiệm của Mendel đã làm. Và các em quan sát hình, đây chính là cái thí nghiệm của Mendel về lai hai cặp tính trạng. Thế hệ B, B này là thuần chủng, hạt vàng trơn được chọn làm mẹ và hạt xanh nhân được chọn làm bố, thì lấy cái hạt phấn của hạt xanh nhân đem rắc lên đầu nhụy của cái hạt vàng trơn thì nó sẽ thụ phấn. Sau đó thì xảy ra quá trình thụ tinh, kết quả và tạo hạt. Thì đời F1 thu được 100% hạt vàng trơn. Và sau đó Mendel thử đổi vai trò làm bố mẹ. Thì ông cho hạt xanh nhân làm mẹ và hạt vàng trơn làm bố. Lấy hạt phấn của cái cây hạt vàng trơn đem rắc lên đầu nhụy của hạt xanh nhân thì khi xảy ra thụ phấn, sau đó là thụ tinh, kết quả và tạo hạt, thì
đời F1 vẫn cho 100% hạt vàng trên. Như vậy thì cái phép Lai mà thay đổi cái vai trò làm bố và làm mẹ gọi là phép Lai thuận nghịch, và cái kết quả của nó vẫn không thay đổi, đời F1 vẫn xuất hiện là 100% hạt vàng trên. Sau đó thu hạt và đem gieo trồng thành cây thì tiến hành tự thụ phấn ở 15 cây đời F1. Kết quả đời F2 thu được cái kiểu hình là 315 hạt vàng trơn, 108 hạt xanh trơn, 101 hạt vàng nhăn và 32 hạt xanh nhăn. Vậy ở đây nhìn vào cái kết quả đời F1, các em cho thầy biết xem trong hai cặp tính trạng đem lai thì cái tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn. Như vậy thì chắc chắn là các em sẽ xác định được cái tính trạng mà xuất hiện ở đời F1 sẽ là tính trạng trội. Vậy thì cái hạt vàng trơn chính là tính trạng trội. Còn cái hạt xanh nhăn, cái kiểu hình xanh nhăn này tới cái đời F2 nó mới xuất hiện, cho nên nó sẽ là tính trạng lặn. Vậy chúng ta đã xác định được tính trạng trội và tính trạng lặn ở đời F1 và F2. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái kết quả của đời F2. Đây là cái bảng phân tích kết quả thí nghiệm của Mendel mà trong sách giáo khoa chúng ta có. Vậy thì cái số hạt vàng trơn là 315 hạt. Số hạt vàng nhăn là 101. Số hạt xanh trơn là 108 và số hạt xanh nhăn là 32. Thì để tính được cái tỷ lệ kiểu hình đời F2 thì các em sẽ quan sát cái cột số hạt thu được kiểu hình nào có số hạt ít nhất thì chúng ta sẽ chọn làm số chia. Và vậy thì cái kiểu hình xanh nhăn là nó có cái số hạt ít nhất là 32 hạt, thì chúng ta chọn cái số 32 này làm số chia. Vậy các số còn lại lần lượt sẽ là các số bị chia. Vậy thì chúng ta có cái cách tính như sau. Đối với hạt vàng trơn thì chúng ta sẽ lấy 315, ta chia 32, chúng ta ra được cái kết quả là tương đương là 9. Hạt vàng nhăn thì chúng ta có 101 chia 32, kết quả tương đương là 3. Hạt xanh trơn chúng ta lấy 108 ta chia 32 thì nó xấp xỉ là bằng 3. Và hạt xanh nhân thì chúng ta có 32 chia 32 thì kết quả là 1. Như vậy thì tỷ lệ kiểu hình ở đời F2 thì có tỷ lệ là 9, 3, 3, 1. Và chúng ta cộng lại, cộng cái này lại thì chúng ta thấy có 16 tổ hợp. 16 tổ hợp hạt vàng trơn chiếm tỷ lệ là 9 thì nó sẽ là 9 phần 16 hạt vàng trơn. Vàng nhăn sẽ là 3 phần 16, xanh trơn là 3 phần 16 và xanh nhăn sẽ có tỷ lệ là 1 phần 16. Đây là tỷ lệ kiểu hình chung của F2. Còn ở đây, người ta yêu cầu mình tính tỷ lệ từng cặp tính trạng ở F2 thì mình sẽ xét từng cặp. Trước tiên, chúng ta sẽ xét cái cặp màu sắc hạt. Về màu sắc hạt thì chúng ta có cặp tính trạng tương phản là hạt vàng và hạt xanh. Vậy thì để tính cái tỷ lệ từng cặp thì ở đây chúng ta thấy cái số lượng hạt vàng nó nhiều thì chúng ta lấy tỷ lệ là hạt vàng chia cho hạt xanh. Thì chúng ta có cái hạt vàng là 315 cộng cho 101 chia cho hạt xanh là 108 cộng cho 32 là bằng 416 trên 140, thì chia ra thì nó sẽ được cái tỷ lệ là 31. Tiếp tục chúng ta xét cái cặp tính trạng còn lại về cái hình dạng của vỏ hạt. Thì chúng ta thấy cái vỏ trơn là tính trạng trội thì chúng ta chia tỷ lệ là trơn trên nhăn. Thì vỏ trơn ở đây chúng ta có 315 cộng với vỏ trơn là 108 chia cho nhăn là 101 cộng 32, chúng ta bằng 423 chia 133 thì nó cũng ra cái tỷ lệ là 31. Như vậy tỷ lệ từng cặp tính trạng
thì nó tuân theo cái quy luật phân ly của Mendel, cùng là có cái tỷ lệ 3:1 và cái tỷ lệ kiểu hành F2 là 9:3:3:1 bằng 16 tổ hợp. Vậy thì giữa cái tỷ lệ các tính trạng nó sẽ có mối tương quan với tỷ lệ kiểu hình ở đời F2. Điều đó nó thể hiện ở cái chỗ là mỗi loại kiểu hình ở đời F2 thì nó sẽ bằng tích các tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Cụ thể là cái kiểu hình vàng trơn thì nó sẽ bằng tích của 3 phần tư vàng nhân với 3 phần tư trơn thì nó là 9 phần 16. Rồi hạt vàng nhân thì là tích giữa 3 phần tư vàng nhân với 1 phần tư nhân thì là 3 phần 16. Hạt xanh trơn thì là 1 phần tư xanh nhân với 3 phần tư trơn là 3 phần 16. Và cuối cùng hạt xanh nhân thì là tích của 1 phần tư xanh nhân với 1 phần tư nhân. Vậy thì qua đây chúng ta qua cái phần phân tích thì chúng ta sẽ rút ra được cái kết luận là khi lai hai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 nó có tỷ lệ mỗi kiểu hình sẽ bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Vậy tóm lại nội dung phần 1 thí nghiệm của Mendel thì chúng ta ghi vào vở cái phần thí nghiệm. Mendel lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. Đó là hạt vàng trơn thuần chủng lai với hạt xanh nhân thuần chủng. Đời F1 thu được 100% hạt vàng trơn. Và tiếp tục cho cây F1 tự thụ phấn hạt vàng trơn lai với hạt vàng trơn thì đời F2 thu được tỷ lệ là 9 vàng trơn, 3 vàng nhân, 3 xanh trơn và 1 xanh nhân. Vậy kết luận khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Qua cái quan sát kiểu hình ở đời F2, bên cạnh các cái kiểu hình giống bố mẹ như là hạt vàng trơn, hạt xanh nhân thì có hai cái kiểu hình mới xuất hiện mà chúng ta chưa có để ý tới. Đó là hạt xanh trơn và cái kiểu hình vàng nhân. Vậy thì hai cái kiểu hình này nó khác với bố mẹ. Do đó thầy gọi đó chính là biến dị tổ hợp. Vậy biến dị tổ hợp là gì? Nó có vai trò gì đối với đời sống? Thì chúng ta khái quát như sau. Sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của B. Nó làm xuất hiện kiểu hình khác B. Thì cái kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp. Ví dụ như F2 nó xuất hiện cái kiểu hình mới là hạt vàng nhân và hạt xanh trơn. Thì biến dị tổ hợp nó chỉ xuất hiện ở các cái loài giao phối. Nó làm phong phú cái vốn gen của các loài này. Vậy tại sao ở loài giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính? Thì ở các cái loài giao phối á, nó có hình thức sinh sản là hữu tính. Trong cái quá trình phát sinh ra giao tử, các cái cặp nhân tố di truyền nó sẽ phân ly độc lập với nhau, cho nên nó tạo ra nhiều cái loại giao tử khác nhau. Và các cái giao tử này nó sẽ tổ hợp một cách tự do trong quá trình thụ tinh, cho nên nó làm phong phú các cái vốn gen đó. Còn ở các cái loài sinh sản vô tính thì các em biết nó sẽ sinh ra cái cá thể con giống nhau. Và cá thể con này nó sẽ giống với mẹ về cái kiểu gen, về các cái đặc điểm của mẹ. Nó bảo lưu những cái đặc điểm di truyền từ mẹ. Chính vì vậy mà nó làm hạn chế cái sự xuất hiện biến dị.
Vậy thì chúng ta khẳng định ở loài giao phối biến dị nó phong phú hơn nhiều so với các cái loại sinh sản vô tính. Thì tổng quát lại cái nội dung của bài này, khi mà lai một cặp dị hợp á thì cái tỷ lệ kiểu gen luôn luôn là 1:21 và tỷ lệ kiểu hình là 3:1. Ví dụ như lai giữa cái cây hoa đỏ có kiểu gen A lớn A nhỏ với cây hoa đỏ kiểu gen A lớn A nhỏ thì chúng ta thu được là 1/4 A lớn A lớn, 2/4 A lớn A nhỏ và 1/4 A nhỏ nhỏ. Vậy tỷ lệ kiểu gen là 1:21 và tỷ lệ kiểu hình là 3 hoa đỏ 1 hoa trắng, do đó là 3:1. Thì đối với cái hai cặp gen dị hợp lai với nhau, ví dụ như là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, do nó hai cặp gen dị hợp nó gấp đôi ở trên, do đó tỷ lệ của nó là 1:21 bình phương về cái kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình là 3:1 bình phương. Nếu như có N cặp gen dị hợp thì tỷ lệ kiểu gen sẽ là 1:21 mũ N và tỷ lệ kiểu hình là 3:1 mũ N. Cái nội dung của cái bản tổng quát này sẽ ứng dụng khi các em làm các cái bài tập di truyền của Mendel. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn ở các cái phần sau. Thì cái bài học đến đây là hết. Cảm ơn các em đã lắng nghe, đã theo dõi. Thì chúc các em có sức khỏe tốt và học tập tốt để chuẩn bị cho những cái ngày gần nhất mà khi mà dịch bệnh được đẩy lùi, chúng ta sẽ trở lại trường. Xin chào các em.